Xin chào các em học sinh thân mến. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học khoa học lớp 4. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề mới, đó là chủ đề vật chất và năng lượng. Hai bài học đầu tiên của chủ đề này là bài 20, nước có những tính chất gì, và bài 21, ba thể của nước. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài 20 trước nhé. Nước có những tính chất gì? Vậy, để biết được nước có những tính chất gì, cô mời các em sẽ làm cùng cô một số thí nghiệm nhỏ để phân biệt về màu sắc, mùi, vị, hình dạng, sự chảy, sự thấm và tính hòa tan của nước. Khi cô nêu các thí nghiệm, các em hãy dừng video lại để thực hiện thí nghiệm và quan sát nhé. Cô mời các em bắt đầu với thí nghiệm 1. Dụng cụ bao gồm một cốc nước, một cốc sữa và một cái thìa. Các em hãy quan sát và trả lời câu hỏi: cốc nào là nước, cốc nào là sữa, vì sao em phân biệt được? Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt bằng mắt: cốc 1 là nước, cốc 2 là sữa, do nước trong suốt, có thể thấy thìa bên trong, còn sữa màu trắng đục, không thể nhìn thấy thìa. Khi nếm thì nước sẽ không có mùi, không có vị, còn sữa sẽ có mùi thơm, vị béo, ngọt. Từ đó, ta sẽ đi được đến kết luận nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Chúng ta cùng đi đến thí nghiệm 2 nhé. Dụng cụ bao gồm một chai nước và ba vật chứa nước. Các em có thể chuẩn bị các vật chứa nước như hình bên dưới, hoặc có thể lấy bất kỳ vật chứa nước nào có sẵn trong nhà chúng ta, chẳng hạn như ly, tách, bát, lọ, bình. Các em hãy đổ nước vào các vật chứa nước, sau đó quan sát nước có hình dạng như thế nào. Khi ta đổ nước vào các vật chứa nước thì nước sẽ có hình dạng của chính vật chứa nước đó, đúng không nào? Vậy kết luận được gì? Ta sẽ kết luận được rằng nước không có hình dạng nhất định. Mình cùng đi đến thí nghiệm 3 để biết về sự chảy của nước nhé. Dụng cụ bao gồm một chai nước, một tấm kính và một cái khay. Các em hãy thực hành thí nghiệm như hình bên dưới đây. Và cho cô biết nước chảy như thế nào. Khi ta đổ nước vào tấm kính, ta sẽ thấy nước chảy từ trên xuống và tràn ra khắp cái khay phía dưới. Như vậy, ta kết luận được về sự chảy của nước là nước chảy từ cao xuống thấp và lan ra khắp mọi phía. Với thí nghiệm thứ tư nhé. Thí nghiệm này sẽ cho chúng ta biết về sự thấm của nước. Dụng cụ bao gồm một chai nước, một giấy thấm và một cái khăn. Hãy tưởng tượng một tình huống, nếu vô ý làm đổ nước ra mặt bàn, em sẽ làm như thế nào? Có phải là chúng ta sẽ dùng khăn hoặc giấy thấm để lau nước đi không? Như vậy thì ta nói khăn và giấy thấm có khả năng thấm hút trước. Ta kết luận được về sự thấm của nước như sau. Nước thấm qua một số vật. Cô mời các bạn đến với thí nghiệm cuối cùng, thí nghiệm 5. Thí nghiệm này sẽ cho chúng ta biết về sự hòa tan của nước. Dụng cụ bao gồm một muỗng muối, một muỗng đường, một muỗng cát và ba cốc nước. Chúng ta sẽ lần lượt bỏ ba muỗng muối, đường, cát vào ba cốc nước khác nhau. Sau đó dùng thìa khuấy lên và quan sát cốc nào hòa tan, cốc nào không hòa tan. Sau khi khuấy, các em sẽ dễ dàng thấy rằng muối và đường hòa tan trong nước, còn cát thì không tan trong nước. Vậy ta kết luận được nước hòa tan được một số chất. Qua 5 thí nghiệm trên, chúng ta đưa ra được kết luận cuối cùng về các tính chất của nước, bao gồm nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Nước không có hình dạng nhất định, nước chảy từ cao xuống thấp và lan ra khắp mọi phía, nước thấm qua một số vật và nước hòa tan được một số chất.
Vậy theo các em, người ta vận dụng những tính chất của nước để làm gì? Biết tính chất nước chảy từ cao xuống thấp và chảy tràn ra xung quanh, người ta vận dụng để làm mương máng dẫn nước, nhà thủy điện. Biết tính chất nước thấm và không thấm qua một số vật, người ta đã làm ra các vật dụng như tôn, áo mưa, bồn đựng nước, thảm lau nhà, giấy vệ sinh, khăn tắm, bỉm cho em bé. Biết tính chất nước hòa tan được một số chất, người ta đã áp dụng để pha chế một số loại thuốc, một số loại nước giải khát. Kết thúc bài học này, chúng ta cần ghi nhớ: nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan được một số chất. Mình vừa kết thúc bài 20. Để tìm hiểu thêm về nước có thể tồn tại ở những thể nào và sự chuyển đổi giữa chúng, cô mời các em cùng theo dõi tiếp bài 21, ba thể của nước. Cô mời các em quan sát hai bức tranh sau đây và mô tả giúp cô những gì mình thấy được. Như chúng ta thấy, hình số 1 vẽ thác nước đang đổ từ cao xuống thấp, hình số 2 vẽ trời đang mưa và bạn nhỏ có thể hứng được nước mưa. Hai hình này cho chúng ta một ví dụ về nước ở thể lỏng. Các em hãy nêu một số ví dụ khác về nước ở thể lỏng mà các em biết. Nước ở thể lỏng tồn tại rất nhiều xung quanh chúng ta, phải không nào? Có thể kể đến nước sông, suối, ao, hồ, nước khoáng, nước đóng chai, nước giếng, vân vân. Vậy thì ngoài thể lỏng ra, nước còn tồn tại ở thể nào nữa không? Các em hãy giúp cô trả lời hai câu hỏi sau. Vì sao dùng khăn ướt lau bảng, một lúc sau bảng khô? Hay vì sao quần áo ướt đem phơi, một khoảng thời gian sau quần áo khô? Nước ở bảng và nước ở quần áo đã đi đâu nhỉ? Đó là do nước ở trên mặt bảng biến thành hơi nước bay vào không khí mà mắt thường ta không nhìn thấy được. Còn nước ở quần áo ướt thì đã bốc hơi vào không khí làm cho quần áo khô đi. Vậy chúng ta vừa biết được nước có ở thể khí rồi. Các em hãy quan sát hình ảnh sau nhé. Khi đun sôi nước, chúng ta sẽ thấy có một làn khói trắng bốc lên. Khói trắng này chính là hơi nước. Hơi nước chính là nước ở thể khí đấy các em ạ. Hiện tượng mà hơi nước bốc lên khi gặp nhiệt độ cao, người ta gọi là hiện tượng bay hơi. Các em hãy quan sát hình ảnh phía dưới. Các em có thấy những hạt nước li ti động trên nắp không? Hơi nước lên cao khi gặp nhiệt độ lạnh hơn thì sẽ ngưng tụ lại tạo thành những giọt nước li ti ở trên nắp. Đây người ta gọi là hiện tượng ngưng tụ. Từ hai hiện tượng trên thì em có nhận xét gì? Ta sẽ có được nhận xét sau. Nước chuyển từ thể lỏng thành thể khí và ngược lại. Nước cũng có thể chuyển từ thể khí thành thể lỏng nhé. Vậy là ta đã vừa tìm thêm được nước tồn tại ở thể khí rồi. Vậy nước còn tồn tại ở thể nào nữa không? Cô mời các em đi đến các thí nghiệm tiếp theo. Đặt khay có nước vào ngăn làm đá của tủ lạnh. Sau vài giờ lấy khay ra, hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với nước trong khay? Hiện tượng đó gọi là gì? Cái này rất quen thuộc với chúng ta phải không nào? Khi mà để nước vào ngăn đá của tủ lạnh thì sau vài giờ nước sẽ đông lại thành cục, hay còn gọi là nước đá. Đây chính là nước ở thể rắn đấy các em ạ. Và cái hiện tượng mà đông lại như vậy, người ta gọi đó là hiện tượng đông đặc. Các em có thể kể thêm một số ví dụ về nước ở thể rắn, chẳng hạn như băng ở Bắc Cực hay tuyết ở các nước có khí hậu lạnh. Vậy thì khi mà lấy cái khay nước đá đó để ngoài tủ lạnh, hiện tượng gì sẽ xảy ra? Hiện tượng đó gọi là gì? Khi đem khay nước đá ra ngoài tủ lạnh thì khay nước đá sẽ chảy thành nước. Hiện tượng này gọi là sự nóng chảy. Cũng giống như băng ở Bắc Cực, khí hậu càng ngày càng nóng lên thì băng sẽ tan ra.
Hai hiện tượng trên, em có nhận xét gì? Chúng ta sẽ thấy rằng nước có thể chuyển từ thể lỏng thành thể rắn và ngược lại, nước cũng có thể chuyển từ thể rắn thành thể lỏng. Từ những thí nghiệm vừa rồi, các em hãy trả lời giúp cô câu hỏi, nước có mấy thể, là những thể nào? Nước có ba thể, bao gồm thể lỏng, thể khí và thể rắn. Vậy thì hình dạng của nước ở các thể như thế nào? Nước ở thể lỏng và thể khí sẽ không có hình dạng nhất định, còn nước ở thể rắn có hình dạng nhất định. Bài học này yêu cầu chúng ta cần ghi nhớ, nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể khí và thể rắn. Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định, nước ở thể rắn có hình dạng nhất định. Sự chuyển thể của nước từ dạng này sang dạng khác dưới sự ảnh hưởng của nhiệt độ, gặp nhiệt độ thấp dưới 0 độ C, nước đông đặc thành nước đá. Gặp nhiệt độ cao, nước đá sẽ nóng chảy thành thể lỏng. Khi nhiệt độ lên cao, nước bay hơi chuyển thành thể khí. Ở đây, khi hơi nước gặp không khí lạnh hơn, ngay lập tức ngưng tụ lại thành nước. Từ điều này, ta sẽ đưa được đến sơ đồ sau. Đây là sơ đồ sự chuyển thể của nước. Các em hãy ghi nhớ sơ đồ này nhé. Nước ở thể khí khi ngưng tụ sẽ tạo thành nước ở thể lỏng. Nước ở thể lỏng khi đông đặc sẽ tạo thành nước ở thể rắn. Nước ở thể rắn trải qua quá trình nóng chảy sẽ tạo thành nước ở thể lỏng và nước ở thể lỏng khi bay hơi sẽ tạo thành nước ở thể khí. Cứ như vậy, một vòng lặp lại. Mời các em tham gia trò chơi thợ săn hạt dẻ với cô để chúng ta củng cố lại bài học hôm nay nhé. Câu hỏi thứ nhất, nước có hình dạng gì? A. Hình cái chai. B. Hình cái bát. C. Hình lọ hoa. D. Không có hình dạng nhất định. Đáp án đúng của chúng ta là câu D. Nước sẽ không có hình dạng nhất định. Cô chúc mừng những bạn trả lời đúng. Mình cùng đi đến với câu hỏi thứ hai nha. Trong các chất sau, chất nào tan trong nước? A. Cát. B. Muối. C. Dầu ăn. D. Gạo. Đáp án chính xác nhất là câu B. Muối. Muối là chất tan trong nước, còn cát, dầu ăn và gạo không tan trong nước nhé. Cô chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Đến với câu hỏi cuối cùng nào. Nước tồn tại ở những thể nào? A. Thể rắn. B. Thể khí. C. Thể lỏng. D. Cả A, B, C. Và câu trả lời đúng là D. Cả A, B, C đều đúng. Nước sẽ tồn tại ở cả ba thể, thể rắn, thể lỏng và thể khí. Cô chúc mừng những bạn đã trả lời đúng. Các em hãy học thuộc điều em cần biết trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài tiếp theo. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở tiết học lần sau.